Lại đi chứ. Ủa đó kìa kìa, mày thấy mày. Sao chạy khỏi tay cả anh. Chùa. Bự vậy. Đâu. Rồi, bây giờ anh em mình bắt đầu đi thăm nghe các bạn. Ai kêu mưa về, hai anh em mới đuổi chốt chứ không mưa về nãy giờ. Đúng rồi, phải về sớm rồi. Mà quan trọng cái khúc này có ăn được hay không á. Bắn chuột nó bị thương ngã thôi ha. Nó không chết phải không? Mình ba lại chụp cái gì. Dạ, yeah, đi liền á chứ. Đây bắn cu. Trời ơi, lên tự với ai thấy chiếc bắn trước. Cái đường này đi thấy cảm giác chắc hồi có cũng thế nào cũng có bắt ếch quá ta. Chưa chín. Đó ăn là ngọt rồi đó, cái này ăn ngọt rồi đó. Rồi mời tất cả các bạn ăn chôm chôm với anh em mình đây nha các bạn. Rồi. Chôm chôm còn xanh lè nha các bạn. Cầm ăn trái thôi, chứ nhiều quá đâu cầm được. Trái được rồi. Ừ. Quên cầm cái cây. Nó đang ngang luôn hả? Có lắm có đàn luôn hả? Vô. Vô. Nè. Cái này nó ra. Ra hả? Rồi rớt luôn rồi. Rồi cho hả? Rồi xong luôn.
Đây, thằng bắn qua bắn lại đi. Có không? Ôi trời ơi nè các bạn ơi, đây 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 đây. Gì hay vậy? Gắn hả? Chụp con thi kìa, thi chụp kìa. Thi kìa. Tao mà quăng tao đi. Ủa. Ghê trời, hai ta xạ thủ này có lý dữ ha. Gắn gì cánh? Lại. Không lại. Có lý, điểm này của bộ có lý nha. Ủa nó còn con đó thì để đầu rồi, nó không đâu. Tức là cái thân nó còn sống nhưng cái đầu nó là không cử động được phải không? Xong phiền. Quá hay cảnh ơi, cảnh ơi. Thầy cảnh, thầy cảnh. Bán nó xuống dũng là xuống dũng à. Đi thấp mà giờ đi muốn nước tới đầu gối vậy trời. Đúng không? Rồi. Mê quá các bạn ơi. Thêm một em nữa. Đó. Ờ đục bành kia nè bạn ơi. Rồi. Đục bành luôn ha. Đục bành luôn chứ bự lùng nè. Nghĩa là lại đây cái đi mất tiêu rồi. À, nó trong bự lùng này nè. Bự lùng này nè. Lúc bên đây mà bạn thấy không? Đổ quá. Không xong nha. Cái đó là có lý à. Trong bụi lụng đây nè, bên đây nè. Nó bụi lụng kinh đó. Trục bự lắm. Bà bắn lại nha mấy bà. Đang bò xuống đất á. Đang bò hả? Ừ, vẫn động á, nó bò xuống đất rồi. Nè.
Ừ, cho nó tự tung tự tác này. Bước xa kìa. Lụm. Lụm không? Chạy đông ngay đó, mình chạy đi. Đã chưa? Đi ăn không có. Ờ bò luôn chứ. Tiếu đi chứ. Nó ăn mà nó ăn khôn quá hả? Đi được bên đây hả? Ừ. Mới đi tí xíu à. Nhúc chích quá, nhúc chích trời thôi này, nó chạy kìa. Khùng. Đây có con cái nè, đừng có cái này. Lụm không? Không. Nó chạy như gà nhưng mà không lụm. Ủa ở ngoài hả? Khùng ha. Có không cả? Ủa con này con hồi sớm lúc mà mình đi rồi phải không? Sớm mình về là nó đã vô rồi. Nó lật rồi kìa, có sao không? Lật cái lồng rồi kìa. Ghê ta.
Lại đi chứ. Thì té nhanh quá không kịp cameraman quay vậy chứ. Làm bất ngờ quá. Nè một bài luôn nè mày. Bài cho cái mày nha. Đó, ngày thì đó đó ừ. Nên nó không vô cái lòng ta. Trời đi đặng không mày cha. Nó mày đó. Bắn đụng cái này chịu trốn ra. Má cục đạn luôn quá. Trời. Ô quá cha. Nó không vô cái lòng. Vậy mà nó vô rồi. Cái lòng mày nó mày vô cái gì? Không. Không lấy lòng này. Lòng này đổ chuột mới đổ chuột. Khùng ha. Để đi hồi mình về mình đặt đây. Ừ. Đặt con nhốt á. Dạ. Dạ. Trời ơi vậy luôn hả Cảnh? À, nè, 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 nè. Đơn giản vậy. Rồi lật rồi, lật lật đuôi, lượm đuôi nó lật bụng rồi. Hay vậy? Ui xíu vậy. Đơn giản vậy Cảnh. Đứt luôn hả? Chết luôn hả? Đọc ghê hả? Có chữ qua bờ nó đó. Thôi chạy lại á. Chạy thôi. Rồi. Ê ê la la la. Đi luôn. Chạy qua hai ba cửa luôn. Thôi thầy. Chạy qua hai ba cửa. Cái gì? Đó. Bánh gần vậy kìa. Quá vô lũi rồi. Cái gì vậy? Gì vậy? Ủa chà bá vậy? Ê giờ né né Cảnh giờ coi coi. Ồ. Giờ nhìn trong chỗ kìa. Thì không bắt bắt thôi bắt cỡ vậy thôi ha. Tới luôn, tới luôn. Con này. Mày mới lúc mà mới về là lụm rồi, giờ lụm nữa ha. Ừ. Cỡ vậy đó. Đâu? Anh đi qua bản đi. Vậy? Anh đi qua bản bé bản đi, mua lợn
thằng đi đặt thằng đi chút ai rửa bản thôi tính không đi ra được đâu rồi tưởng như bà bự kia mấy con nhờ chi thăm. Ừ. Thì cũng được rồi, có là thấy ham à. Đi hai mình đi theo luôn hay vậy? Đi kiếm lửa nghe không? Rồi đi 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 thấy cái lửa bán với bán Dũng liền. Đây ba đây là sâu lắm. Ok kìa kìa, thấy nó tìm. Đó đó đó. Kìa. Vừa. Trong cái bụi đó kìa kìa, mày thấy mày. Sao chạy khỏi tay anh Cảnh? Chết với anh Cảnh. Đầu giờ lên cái đẹp trời coi. Nó. Quá lạnh đấy. Đó đó đó. Ủa hai bóng đèn hả? Gắn hả? Chùa. Bự vậy. Đâu, gần gần lại cái cánh này. Ôi trời. Nhìn nè. Không á. Nhìn ham chưa? Buồn chạy vô. Ừ. Đang hai con á. Ừ. Cặp bờ nó không bự bằng mấy con nó. Nắng thi cũng bắt con mày bự hết bự ha. Trời đến cái hụt luôn dưới à. Đây nè các bạn, nhìn cũng chắc trên chục con rồi ta. Nói thay đổi hai con muốn chạy ra bắt được con nó kia. Nó bị quặn. Rồi hai con kia nó mất tiêu luôn rồi.
chạy vô đó. Sới là nó vô bờ nhiều ha. Sới là nó không ngoài nghe nó không còn gì đâu nữa. Ừ. Nó còn vô bờ. Rùa chạy vô lòng hả? Nó ăn ở ngoài trơn mà còn trong. Nó khôn ha. Thế nào cũng vô, vô sớm vô trễ thôi chứ. Xe ông cảnh theo ông Quốc quá. Con chuột mình bắt mình cũng phải quay vậy hả cảnh? Chuột bự mà. Nó sao thấy? Nó à? Nó khó lắm cảnh. Cảnh này nó hay đi cái trời. Cũng thường thôi á. Vô không? Vô không? Vậy nó vô vậy. Nghe. Rồi. Đây kết quả của anh em mình đi chuyến đầu tiên nha các bạn. Rồi giờ hai mình đi về. Nghe mấy con luôn hả? Nghe hao vậy? Đây nó cái nó già đáng thấy con vô kìa. Ừ. Lúc con này mình về là anh thử mấy con cục nằm nó ra. Cái gì? Lúc hai mình về là anh thử mấy con cục nằm nó ra. Ừ. Tung chảo rồi. Tung chảo à? Nhập bây giờ không? Để lại ha. Đây nè các bạn, mới vừa đi qua giờ đi trở lại là có nó nghe các bạn. Chạy đâu, nước lên đi theo nước. Nước lên cái lượng dài dài lên. Ừ. Nước xuống là mình thua nó thôi, nước xuống là đi xuống mé. Ừ. Cái nào hai cái lỗ xô gỡ một cái rồi à.
Có cái hai cái, có cái một nữa hả? Ừ. Là do trong mình xài lâu quá nó hư rồi đưa cái lại chính giữa hay gì? Đúng rồi. Em nữa hả? Đấy. Hay quá vậy cảnh. Đi mấy chục đi đi kiểu này sao buồn ngủ. Có hoài luôn hả? Ừ. Cứ đi lại đang quận, đi lại đang quận cái tiếp nữa hả? Có nữa. Cái gì nữa? Đồ đổ nè. À. Con cái đi về nữa nè. Ừ. Mà là một cái mình để về mình gọng ha. Còn hồi cái mình đi lấy cái khác mình đi cái gì? Nữa hả? Sập phá, sập phá. Ừ, ừ, xa hơn chứ. Cần cảnh không coi? Nè, em chuột nè. Em ngồi đó. Hai đứa nhỏ ăn không? Ăn, mấy đứa nhỏ tôi ăn cái này mà. Chị thôi. Ừ, nói chung là nhà chỉ có mình vợ tôi à. Rắn không ăn nữa nha. Ếch không ăn luôn nè. Cá chê không ăn. Vợ nó cũng hơi bị kén ăn à. Đây có bà chị rắn kìa. Ừ. Cái mít mình không ăn là không ăn nha. Vậy hả? Ừ. Rồi về ở bản bên xứ bản là không ăn nha, nhưng mà về bên đây là mít cũng ăn. Ừ. Chó mèo đồ không ăn nha. Ừ. Rồi với ăn được cái kiếm không ra. Ừ. Nãy giờ là ba cái liên tục luôn á cảnh. Nãy mình có đổ rồi đó. Ừ. Tám ký để đất vô đem đem về á. Dạ dạ. Làm việc mình cả. Ô, con này có lý nè. Quá rồi quá rồi. Từ từ đi con, vô cái lồng bự. mới luôn vậy. Nó giật mình nè. Chuyến đi trở lại này nó còn nhạy hơn cái chuyến đầu nữa hả cảnh? Ừ. Mấy nó đuổi. Tới sáng luôn hả?
lấp rồi, đúng rồi, đi ghê rồi. Sữa này rồi được luôn hay vậy? Hay vậy? Con lúa vô tiếp. Rồi. Cái này nó mới chính thức là anh em mình đi về nhà nghỉ ngơi tí xíu nha các bạn. Cái nhào hả? Ờ, cái nhào. Như là khỏe rồi. Đó, trên kia đó, trên cái bụng kìa. Kìa. Con gì? Cái quậy đó. Con gì? Chuột bự. Sao? Cái dưới tàu là chuối. Gió đó nó chạy qua. Mình bịt chín nè. Trở lại luôn đó. Nó lên, nó ngồi trên bít này nè. Con gì á? Cái gì cái chủng rồi. Nghe cái chủng nó không biết cái gì rớt không biết. Chết rồi. Chết thì nó đạp đạp nước liền vậy. Đạp mà giờ đâu thấy được đâu mà lội lụm nè. Nó tới bụi chuối này hay gì nè. Đâu nhích 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 tới bụi chuối này nè. Con mày chết rồi. Mày xong hả? Ừ. Thôi mày lụm nó đi. Thôi không có chùm bán xong rồi đây mà. Hay thiệt. Sát thủ không? Ở đây toàn sát thủ không ha. Đốt đây rồi sát cái gì? Lên nọ lạnh lạnh cu chết. Tao còn cơ hội mà sao kỳ vậy? Chết rồi. Gió xuống đâu có đem lạng. Chết thôi. Nghe sạc sạc đâu. Sạc sạc đó rồi. Sạc sạc đó rồi. Đó hả? Ừ. Quá thất khu bên em. Trời vậy mà thất khu hả? Bộ bình thường dữ lắm hả? Ở đây không đâu. Tôi kêu bơi xuồng cũng chạy lên tính. Nữa hả? Khi chung chơi mà đêm nay chắc coi như là xong đời nó quá. Cầm đi hồi về nhà ăn luôn được. Ăn đại đường chơi.